Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì ngày hôm nay thì mình đã quay trở lại đây. Thì hôm nay thì mình tiếp tục review về giống bồ câu Titan siêu thịt của Thái mọi người nhé. Thì mình hôm nay thì mình sẽ nói thật là kỹ về cái giống bồ câu này hiện nay trên thị trường nó hot như thế nào và tại sao nó hot mọi người nhé. Đây, cái lưu ý đầu tiên đó là giống bồ câu này đẻ con cực kỳ sai và nuôi con cực kỳ khéo. Ở trại của mình hầu như là cho nuôi 3 và 4 mọi người nhé. Nuôi 3 4 hết á. Có một số nuôi 2 thôi, đa số là nuôi 3 và 4 hết. Và chim bồ câu này là chim bồ câu vào sinh sản mọi người nhé. Thì cái đầu tiên của nó là nuôi con cực khéo. Mọi người có thể thấy ở trại của mình hành thực tế này. Rồi cái thứ hai nữa là nó đẻ cực kỳ sai luôn mọi người. Cái giống bồ câu này khi mà mình nuôi bồ câu á, cái mà mình có thể thành công hay không á, đó là con chim bồ câu nó có đẻ hay không mọi người nhé. Nếu mà chim bồ câu nó không đẻ là mình nuôi nó không có lời. Còn nếu mà chim bồ câu nó đẻ thì mọi người sẽ có lời đấy. Và trung bình thì một năm một cặp thì nó đẻ tầm khoảng ở trại mình là tầm khoảng 25 đến 30 lứa mọi người nhé. Tại vì ở trại mình cho bằng máy ấp trứng mà. Thì có những cặp chuyên để đẻ thôi, có nghĩa là mình mang vào máy ấp trứng hết. Và mình có những cách để cái trứng khi mà mình cho máy ấp trứng nó nở 100% luôn. 99% đi, 100% thì đôi khi có những cái quả nó bị bể hay là gì đấy, nhưng mà nó nở cực kỳ hiệu quả luôn. Đối với những cái trứng nào mà hiệu quả thì bỏ cái máy ấp trứng là đảm bảo với các bạn là nó sẽ nở. Còn có một số những anh em nuôi nó không hiệu quả tại vì con chim bồ câu nó không có đẻ và nó nuôi con dở nữa thì thành ra là mình nuôi nó mới thất bại. Còn đối với những anh em mà lựa được con chim bồ câu hợp lý ấy, giống hợp lý nuôi chắc chắn thành công. Đây mọi người có thể thấy này, ở trại mình này mọi người thấy tận mắt luôn là chim bồ câu nó to. Những cặp bồ câu bố mẹ đây là đang vào sinh sản hết mọi người nhá, cặp nào cũng đang đẻ trứng đấy. Thì chim bồ câu trong một chu kỳ đẻ của nó thì nó sẽ đẻ 2 trứng thôi mọi người nhé. Nếu như mọi người đẻ con nào mà đẻ 4 trứng á, thì có lẽ là mình đã ghép nhầm 2 con mái rồi đấy. Còn hiếm thì sẽ có những cặp đẻ 3 quả. Còn mình quay trở lại cái vấn đề chim bồ câu Titan siêu thịt của Thái á, nó hot. Thì vì ngoài cái nó đẻ sai này, nó nuôi con khéo này, còn có một cái nữa là cái chất lượng thịt của nó. Mình hay nhắc đi nhắc lại cái giống bồ câu này là Titan Thái nhưng mà nó là siêu thịt nữa mọi người. Con bồ câu chim ra ràng thì lúc nào cũng trên 5 lạng hết, cực to luôn. Đôi khi mình nhìn này anh em đâu, nếu mà nhìn từ xa chắc không thể nào phân biệt được con nào là bố con nào là mẹ luôn. Tại vì và con chim ra ràng tại vì nó xem nhau mọi người nhé. Còn ở trại mình á, thì những cặp bồ câu đang nuôi con nhưng mà ở dưới nó đã đẻ lại rồi nhá, đã đẻ lại rồi. Còn trứng thì mình sẽ cho máy ấp trứng hết, nở 99%. Còn có những cái nào mà hên xui mình trong quá trình mình mở ra mở vào nó bị bể hay là gì đó thì nó không nở thôi, chứ còn mình đã ghép cặp chính xác bỏ vào trong máy ấp trứng thì chắc chắn sẽ nở. Vì cái dòng chim bồ câu mọi người nuôi á thì nó sẽ quyết định đến việc mình nuôi thành công hay không. Vì có nhiều người quyết định nuôi chim bồ câu mà lựa chọn những cái dòng chim như là chim bồ câu ta là thua rồi mọi người. Chim bồ câu ta hiện nay là hầu như là không ai nuôi nữa. Và đa số những cái gia đình ở nông thôn bây giờ họ bắt đầu chuyển qua giống bồ câu Titan siêu thịt của Thái hết. Tại vì bồ câu ta thì chim của nó nhỏ, chim ra ràng của nó cực nhỏ luôn và cái chất lượng thịt của nó thì hơi bị hôi đấy. Và cái dòng bồ câu Titan siêu thịt của Thái này nó có một cái ưu điểm có thể nói nó là nhiều người rất là thích, đó là tại vì nhiều người ăn bồ câu người ta bảo hay bị phong á, bị ngứa và người ta không dám ăn chim bồ câu nữa. Nhưng mà mình khi mà mình nghe này mình bảo ăn chim bồ câu của mình là ăn thoải mái luôn, xem có bị phong nữa hay không. Thì có những người mà ăn chim bồ câu trước đó bị phong nhưng mà ăn chim bồ câu của mình là không bị gì mọi người ạ. Thì mình tiết lộ mọi người đó là con chim bồ câu ta á, thì khi mà nó bay ra ngoài thiên nhiên á, nó ăn những cái thức ăn này thức ăn nọ thì thành ra nó
nó về nó bón cho con chim bồ câu ra ràng, chim bồ con ấy, thì thành ra là mình khi mà những cái người mà dễ bị bệnh ấy, thì họ ăn vào họ sẽ bị ngứa là nó vậy. Còn chim bồ câu của mình thì ở mình nuôi theo hình thức như thế này, và cái dòng của mình là dòng siêu thịt nữa, nên là nó rất là chất lượng và ăn mọi người ăn đảm bảo luôn. Ai mà ăn chim bồ câu của mình ăn một lần thì chắc chắn sẽ đến lần thứ hai, là mình tự tin vào điều đấy luôn đấy. Còn nuôi chim bồ câu thì nó cũng như mình hay nói, đó là nó rất là dễ mọi người. Mình cái đây không phải mình chém gió đâu, là mình chia sẻ thật á. Mình cũng đi giao chim bồ câu rất nhiều nơi, và anh em đến chim bồ câu đến trại của mình tham quan rất là nhiều rồi. Nuôi chim bồ câu mình thấy dễ dàng lắm, tại vì con chim bồ câu Titan siêu thịt của Thái này, mình nhắc thêm một cái ưu điểm nữa là nó không bị bệnh tật gì cả. Mọi người nuôi những con này con kia thì nó hay bị dịch, nuôi gà thì bị dịch H5N1 này, nuôi heo thì bị dịch heo tả heo châu Phi này, còn chim bồ câu đảm bảo mọi người là chưa bao giờ ai nghe thấy mà dịch chim bồ câu mà phải tiêu hủy hay là gì cả. Chim bồ câu sức đề kháng cực mạnh, và chim bồ câu ra ràng thì khoảng 25 đến 30 ngày là mình đã có thể thịt được rồi. Còn nuôi những cái loại kia thì cực lâu, nuôi heo nuôi gà rất lâu nha. Còn nuôi chim bồ câu thì mình nhanh có lời là vậy, nên là mình cũng tham khảo, trở thành cái kênh tham khảo cho mọi người rất là nhiều. Và nhiều người gọi điện đến hỏi mình là nuôi chim bồ câu có hiệu quả không anh, thì mình cũng hay trao đổi với anh em là cái mức độ mà hiệu quả hay không á, thì nó cũng phụ thuộc vào anh em, mọi người có muốn nuôi nó hay không, và nuôi nó như thế nào, và có hứng thú với con chim bồ câu hay không. Nếu mọi người mà có quyết tâm và hứng thú thì mình sẽ chia sẻ tất cả những kinh nghiệm để nuôi chim bồ câu sang thành công. Tại vì có những người thu nhập chim bồ câu một năm thì là 1 tỷ đồng. Mọi người thấy con số kinh khủng không? Nuôi chim bồ câu mà một năm mà mọi người lãi cả 1 tỷ đồng, thì đó là câu chuyện kinh doanh cực kỳ hiệu quả. Cũng có những người nuôi chim bồ câu họ không hiệu quả, tại vì cái cách thức nuôi của họ ấy, nó không bài bản, thành ra là con chim bồ câu nó không có thường xuyên. Còn ở trại mình thì từ trước đến giờ rồi thì mọi người đều biết là cái hệ thống của mình nó nuôi rất là bài bản và hầu như là tự động hết. Xài những cái gì mới thì mình đều áp dụng cho cái chuồng trại của mình, thì thành ra là mình cảm thấy là nuôi chim bồ câu nó là một cái hướng để đổi đời đấy. Như là ở kênh nông dân làm giàu của mình thấy nó là một, đúng là một cái cách thức mà mình để những cái người nông dân họ đổ đời đấy. Nên là từ Bắc vào Nam mình cảm thấy là khi mà mình đăng video thì rất nhiều anh em comment, mình cảm thấy đó là một tín hiệu rất là vui mừng. Và những anh em, có những anh em đặt chim của mình thì mình đều hướng dẫn cho anh em nuôi chim làm sao nó thành công. Còn nuôi chim bồ câu thì mọi người có thể thấy này, đó là nó nhanh có đồng ra, nhanh có thu, và nó đẻ rất là sai, thì mình sẽ có được cái nguồn lợi trước mắt. Còn chim bồ câu mọi người cũng phải để ý một điều cực kỳ quan trọng, đó là cái giống của nó. Mình nuôi cái 90%, mình hay nói là quyết định đến thành công hay không là cái chất lượng con giống đấy. Tại vì con giống hiệu quả thì mọi người mới có lời được. Con giống hiệu quả thì mình nuôi nó mới chất lượng. Tại vì con chim bồ câu thì tầm khoảng là nếu mà mọi người nuôi mà lâu thì tầm khoảng chục năm mình phải thải nó đi. Nó cũng rất là lâu đấy mọi người. Còn thường thường như ở trại mình nuôi thì trại mình nuôi cũng khoảng thời gian đấy thôi, nhưng mà sau đó thì mình bán chim thịt hết mọi người, nên là mình nuôi chim bồ câu mình không phải gọi là tốn những cái chi phí cả. Tại vì những con chim bồ câu khi mà mình thải con chim bố mẹ thì mình bán đi cũng rất là có tiền rồi, bởi vì hiện tại là hầu như là ở bên Campuchia mọi người, mình có bán qua Campuchia đúng không ạ, thì ở bên đó họ ăn con chim bồ câu mà già họ chế biến ra những món rất ngon luôn. Mình có đi Campuchia mình thấy là bên Campuchia họ ăn chim bồ câu còn mạnh hơn cả Việt Nam mình nữa, nên mình thấy là cái đầu ra nó cực kỳ đấy. Thì nhân cái nói về Campuchia ăn chim bồ câu thì mình cũng nói với anh em là ở trại mình khi nào cũng sẵn sàng bao đầu ra cho người nuôi hết. Mình
tạo thành một vòng tròn khép kín hợp tác cùng mọi người luôn. Đó là mình cung cấp giống này, ở trại mình sản xuất lồng luôn, và mình bao đầu ra cho mọi người nuôi luôn. Mình hợp tác làm sao để cùng nhau phát triển là mình cảm thấy vui rồi. Còn con chim bồ câu Titan siêu thị của Thái thì nó chất lượng như nào thì anh em có thể tham khảo thêm trên kênh của mình. Đấy, con giống cực kỳ lanh lợi và khỏe. Khi mà mọi người nuôi mà có vấn đề gì hoặc là không cần ai nuôi, chỉ mua chim bồ câu của mình đều hướng dẫn cho anh em những cách phân biệt chim bồ câu chống mái này, sổ run này, rồi ghép cặp như thế nào để chuẩn này, rồi máy ấp trứng bao nhiêu độ là ổn này, rồi mua các loại máy móc như thế nào này, rồi lồng hoặc là hệ thống nước mình đều hướng dẫn cho anh em. Và hy vọng anh em tiếp tục ủng hộ kênh Nông Dân Làm Giàu của mình nhé.